Hi, xin chào mọi người ha. Hôm nay lại tiếp tục với Ark Survival Evolved DLC Aberration. Hôm nay mình sẽ nói chung là sẽ bắt hôm nay sẽ bắt con Spinosaurus, là một con ở trong đây mà mình nói chung là chưa có bắt. Bắt con Spino ha. Được rồi, mình bây giờ sẽ đem con này về. Không biết con này nó mới cập nhật hay sao mà cái quay của nó mình không tăng lên được ta. Con này không tăng được bất cứ cái gì luôn. What the hell? What the? Sao kỹ ta? Con này bị lỗi vậy ta? Con chim khổng lồ của mình lại bị lỗi nha. Kỹ ta? Khó chơi vậy sao? Sáng lên coi nào. Con này mình thấy hơi bị kỳ. Hôm qua mình bữa mình có cưỡi được mà sao hôm nay lại không bay được ta? Tăng quay cho nó nói chung là không lên được các bạn ơi. Con này chắc bị lỗi rồi. Này, bay trên không luôn, nhìn như là thần điêu đại hiệp. Cái này đúng chất thần điêu đại hiệp chưa? Đứng ở trên con chim khổng lồ. À, thần điêu phải gọi là thần điêu đại hiệp luôn này. Đó, giờ nó không thèm đậu luôn mà, thấy không? Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Thần điêu đại hiệp chính cống. Hơi bị dữ rồi nha. Đậu xuống mày. À, mình đi xuống nó mới đậu. Cũng ghê đấy. Rồi, con này giờ hơi bị khó khăn ta. Tuy rằng nó rất là đẹp mà nhưng sao cái quay của nó lại bị giảm. Khá là kỳ, mình cũng không biết nữa. Ok, cho bọn này về nhà nào. Bắt mớ chim về luôn, hôm nay làm trang trại nuôi chim mà. Làm trang trại nuôi chim nào. Cho về luôn. Hôm nay mình làm cái chuồng nuôi Spinosaurus chơi. Mình biết nhiều em cũng thích con nó lắm mà mình cũng thích nữa. Hôm nay sẽ bắt một tiểu đoàn luôn. Biệt đội chiến binh Spinosaurus. Có là heo, con gì vừa kêu vậy? À con này. Thôi cút đi, tao không chơi với mày đâu. Mày là ai tao không quen, mày tránh ra đi. Mình không hiểu tại sao của mình nó bị lỗi. Không có unlock được mấy cái đồ kia ta. Unlock mấy cái đồ mà đồ test đó, chứ unlock được có chút mà. Này, bên đồ này nó bị khóa quá trời cái rồi, có mấy cái đáng lẽ là mình xây nhà dưới nước được rồi. Mà nhưng giờ nó bị lỗi mình cũng chẳng biết sao sửa nữa. Mình nhớ Winbot là nó unlock cái đó ra mà ta. Hay là phải làm cái gì nữa ha? Nói chung map này thì mình cũng chơi gần như hết rồi, như còn việc bắt khủng long thì mình cứ bắt thôi, thì map nào cũng vậy thôi, mình là dân nuôi khủng long mà. Chỉ có là cái map này là chưa được cái là mình chưa có làm cái nhà ở dưới nước bên cái khu vực bên kia được. Cái khu vực bên kia rất là đẹp và mình chưa có làm được. Đó, chỗ này là nói chung là lương điện với đĩa đồ nhóc hết. Đĩa điện, đĩa ánh sáng. Đi gần con này bị giật điện không? Nó không quấn mình thôi. Đó, giật nè, con lương nè. Đấy, vô đây chết tao đi. À, tao gài súng rồi. Mày nghĩ mày quấn được tao à? Mấy con lương.
mà là mình ghét mấy con này lắm, mình xuống lúc nào nó cũng chích cho mình tê người hết. Con này có khả năng lặn lặn dưới nước không hả ta? Cái gì vậy? Cắn tao. Mình là bá chủ ở khu vực này. Nè. Coi chừng mấy con đĩa nó bu vô. Nó bu vô con rồng mệt đó. Con rồng mà nó dám bu luôn kìa. Ê, con kia nó dí rồi. Thôi bỏ. À, dưới đây mình có một con rồi. Con này thì thôi không để đây đâu. Đi qua về nhà cũ ơi, chơi với cho con chim. Quá trời chim luôn. Đi nào. Trong này thì được cái nói chung là map nó cũng khá là ổn rồi, nó nhiều cái rất là hay. Tại vì nó là mới mà, trong 2018 mà. Nhưng mà nó bị kiểu như là nó tù túng ở dưới đây quá. Nói chung là hạn chế về ánh sáng nhiều. Chứ cái map này chơi là hay mắt hay mà nhiều em mình kêu là muốn rời khỏi cái map này là nhiều em rất là buồn. Thì thực chất là phải mình phải về cái map khác, mình sợ chơi map này mình mod vô nó bị crash game á. Không thì map cũ cũng được và map này cũng được. Map này mình thích cái các bạn biết điểm gì không? Trời, cái con khổng lồ à. Khổng lồ à. Bulldog nó tùm lum hết các bạn ơi. Này nó mọc tứa lung tung hết coi nè. Con này hả? Con này hình như là nó rất là hiền. Ok, hiền thì cũng được thôi. Mình ghét nhất trong đây là nó tịch thu hết cái vũ khí của mình sau khi mình đi về. Sau khi đi về từ cái quýnh boss, nó tịch thu hết vũ khí của mình luôn rồi. Không còn cái vũ khí gì luôn á. Toàn là đạn với bom dược không mà không có cái gì luôn. Đấy. Cung này bắn một cái là gục liền à. Chị không hỏi đâu, cái cung này nó chịu không nổi đâu, bắn cái là gục liền. Chạy chưa được 5 bước. 1 2 3 4. Ồ sao mày chạy xa thế? Ủa sao cung này bắn được có 1.300 mấy ta? Bắn con này cái gục liền quá. Con này Turbo con này có mấy trăm mà. Tập sau thì mình sẽ đi bắt nguyên một tập đoàn rắn. Và tập này thì mình chỉ muốn làm con Spino thôi. Một con vật rất là quen thuộc của chúng ta là những con vật dường như là mình sở hữu ở cái map thường gần như là rất là cần thiết luôn. Y như là mấy cái map thường mình chơi lúc nào là mình phải bắt nó đầu tiên hết. Ý như T-Rex là những cái con vật nó gắn liền với chúng ta khá là nhiều. Ồ, các bạn nhìn không gian của mình kìa. Cái ánh sáng nó lên quá là trời nhiều luôn. Bây giờ chúng ta chỉ còn có một con snake, con một con rắn à. Hồi bữa mình sẽ làm nguyên một tập đoàn luôn. Rồi, đây là mấy chú dê của mình. Ây da, lỗi hết rồi, không tăng được mấy ông ơi. Không thể đi di chuyển được. Có mấy cái khác tăng được mà. Chỉ tăng được cái ray thôi, còn lại quỳ hết rồi. Tại sao thế nhờ? Giờ muốn đi được thứ nhất á, drop hết đồ. Để coi. Chúng ta có 29 phút. Đấy, đi được. Như thế này thì đi được. Ấy. Giờ Bulldog 100 level, 115 kill rồi. Ủa sao bị chết rồi ta?
À, chết rồi, nó hết đồ ăn này. Ôi, tội quá. Ôi, con này bị mất máu mà sao mình không để ý ta? Thường nó hết đồ ăn nó sẽ mất máu nè, nhưng mấy con này bị mất máu nó hồi nó đói là nó sẽ bị chết. Ôi tội thế. Mấy con này giờ phải đi đúng đúng hướng nữa này, giờ cho nó ở đâu ta? Chưa có chuồng cho nó nữa, tụi nó chưa có chuồng nữa. Tập lần này mình đang tính làm chuồng cho Spino thôi. Bắt nhiều quá giờ chưa kịp xây dựng công trình kiến trúc cho mấy con này ở. Mấy con này dữ lắm á, chứ đừng có đùa. Cứ tạm thời ở đây đi. Tao xếp cho từ từ, tao xây cho một căn nhà to lớn cho tụi mày ở luôn. Thắt cái chi tí lại lấy đồ chứ tí quên nó mệt lắm á. Đấy. Trong đây là cái gì đây? Tất cả ha. Giờ mình phải làm một cái hòm đồ kiểu như là hòm đồ cá nhân á. Đỡ. Nó để đây đi, cứ lâu lâu làm gì cho nó refresh lại cái thời gian. Đây là bulldog khổng lồ. Đó, chạy như trâu. Xếp hàng đi đi, từ từ vài bữa nó cho vay căn nhà mới. Con này chạy tiếng đúng 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 vịt đẹp luôn á, nó mập quá mà. Đấy. Con này nữa. Tụi mày quá to, giờ nó sinh ra tùm lum hết rồi, bọn này giờ đông lắm rồi, đông. Giờ chứ con chim, đấy, con chim giờ đi bình thường, đấy. Hồi nãy đi không được thôi, chứ giờ là đi vô tư. Muốn mình speed tăng được nha. Con này không biết có quýnh có xỉu không ta? Có con nào cho mình test không nhỉ? Mình nghĩ là mấy con này có khả năng là quýnh nó gây choáng á. Để thử coi. Con này không có các bạn ơi. Tệ quá. Được cái con này đẹp thôi. À, con này rất là đẹp luôn rồi, như cưỡi phượng hoàng các bạn ha. Y như là trong cái map kia mình cưỡi con phượng hoàng á, mình thấy rất là giống luôn. Vụ gì nữa trời. Trời ơi. What the hell? Con nào lại sao mà quýnh nhà trong nhà tôi ta, tao xếp hết rồi tụi mày lại ra quýnh lộn nữa à? Mấy tụi mày không nghe lời nhất. Ở xếp cực khổ, giờ cuối cùng tụi nó lại đi phá nhà cho mày. Rồi bác xin nó nghe, cái mình nó bị lỗi như vậy cũng chắc phải xóa game, xóa sạch bách game làm lại. Chứ lâu quá rồi nó lỗi tùm lum hết. Cho mày option không bắt lại. Quá trời cực luôn. Không có được đi quấn nhau nữa mà tụi này lì ghê. Có mấy con phòng thủ được rồi mà mấy con này nó phá quá. Con nào cũng quýnh hết, có mấy con cua là gần như là bất tử luôn rồi. Cua đồ là nó đập con nào chịu nổi. Tụi mày cứ tập trung một khu đi, vài bữa tao kiếm cho dễ chứ đi tùm lum chết hết nữa. Pass. Con này giống con cừu quá. Y như con cừu quá. Được cái con này có sừng. Tụi mày đam khỉ đó mà quýnh người ta, mày đặt tà lanh đi quýnh người ta. Đúng thiệt chứ giờ chưa nói ra chứ. Nói ra tụi này có đam khỉ đâu. Chắc một con raptor nào xông vào nhà mình. Ừ, mình chưa xây mấy cái súng auto-red thôi, xây lên là tụi nó khỏi vô luôn. Chắc phải xây vài ống cho tụi này nó khỏi làm loạn nữa mà. Mình hiền với tụi nó quá.
Chim khổng lồ. Trời, chim khổng lồ bắt được có một con à. Hỏi nó đẹp ghê không? Đó, các bạn coi vàng thú bên kìa. Hù, quá đỉnh. Đẹp nha, đẹp nha. Mấy con chim này cũng đi quấn lộn luôn. Ôi, tôi mới bắt về mấy bà chim này mà cũng đi quấn lộn. À, mấy con nhỏ nhỏ này để nó gần đây đi. Ôi, con này đẹp ghê ha. Ấy, còn một con xanh nữa mà ta. Ôi, hay là tử vong rồi. Ủa, một con xanh ở đâu rồi ta? À, kia kìa. Con này màu đậm hơn, con này màu đậm hơn con này hay sao á. Đúng rồi, hai con màu khác nhau, một con màu xanh đậm luôn. Còn một con thì xanh nó nhạt nhạt tí rồi. Ôi, với là con đậm đẹp hơn các bạn ha. Nhưng thì nói gì nói chứ không qua được con này của mình. Con này mình cảm giác là đẹp nhất của mình rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đi chơi thôi. Coi như là thù. Ý, lượm cái này lại chứ quên, xém quên rồi. Xém quên cái này là mệt đó. Nói chứ mình vác cả mớ đồ chứ quên cái nào là mệt cái đấy. Mày cứ đứng im được không? Sao tập nào mày cũng đi tùm lum hết rồi. Lên đây. Tao sẽ cho mày vô nhà luôn. Từ bích cúp cái này đã. Đâu rồi, cái súng bích cúp đâu rồi ta? Mày transfer. Đây rồi. Đây này coi. Để cho đàng hoàng. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi đấy. Đứng im coi. Đâu rồi? Kỳ vậy nè. Cua mày đứng to quá cua ơi. Ôi mày thiệt cho tao thiệt. Cái mày tao không đỡ được mày luôn. Đúng rồi mày ra hàng gào mày đứng đi. Cồng kềnh quá. Con kia đâu rồi? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đi hướng này. Lên đây. Mình nhốt nó trong đây luôn. Lên 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 lên, đi vô luôn. Hết cha. À, phải nhốt tụi nó vô lại. Đấy, rồi từ từ đợi tao chút tao sẽ đóng cửa lại. Không có cơ hội ra đâu, yên tâm đi. Con nào gầm ghê trời. Đấy. Rồi. Ủa mình không có pin hay sao mà nó không hút điện được vậy? À không có cầm theo cái battery nào hết. Đó, đọc trong đó đi. Tụi mày phá quá. Rồi chúng ta đi săn Spino nào. Coi có thịt trong người chưa. Ê, con rắn ở đâu hả? Ủa? Con rắn trong mấy nhà mà. Ủa, thôi 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 thôi. Mày cứ ở trên mấy nhà ngoan ngoãn giùm tao cái đi. Ôi mày ghê quá, mày đi theo tao tưởng con rắn nó dí tao chứ hết hồn. Basilisk con rắn huyền thoại ở trong Harry Potter. Đấy, chúng ta sẽ đi thôi. À, đi bắt một nùi luôn, hôm nay sẽ bắt là 5 con. Nó một nùi nghe hơi dữ á. Nói chung 5 con thôi. Mình tí nữa mình sẽ nói chung sẽ đi xây cái chuồng cho tụi nó ở chuồng bằng đá. Tụi này là cũng là băng thịt mà nên mình phải xây cái chuồng bằng đá cho tụi nó ở bên khu nuôi rồng luôn đấy. Thì thôi con này thì chúng ta khỏi phải lo rất là nhiều. Đấy một em sướng cái là nó nhiều mình bắt đã. À, gần 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 nhưng con này phải giết trước xong
Thích cung quá. Cung này bắn thì con này nó gục nhanh lắm. Chấp luôn nha, mình chấp luôn á. Mẹ hơi chấp hơi sai. Sao lại trâu vậy ông? Ê ê ê. 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 Ha ha, vô mê cung của tao. Trâu á. Trời ơi, mình nghĩ nó cù bắp. Mình nghĩ cù bắp. Trời ơi, mày không có cái mê cung mày là mệt rồi đó. Ê, nghe tiếng rắn. Ơi, mình nghe tiếng rắn rồi, gục gục gục, ok. Mình nghe tiếng của con Titanoboa. Nghe rụng rồi. À, trời, turbo 5000 luôn, hàng gì trâu mà. À, ok. Một con. Cung này nó hơi cùi, thành ra là bắt nơi khó. Cảm giác đi săn Spinosaurus đã trở lại. À, em ấy đang nằm với một tư thế rất là ghê. đã cảm giác như mình mới chơi lần đầu, mình bắt con khủng long một không, nói chung bắt con gì ta, bắt con cano thôi, không, con raptor chứ. Nó nằm xuống hả, nhét thịt vào nó cho nó ăn. Ồ, nó sướng dầu luôn á. Không biết các bạn có cảm giác đó không, chứ lúc đó mình rất là thích luôn á. Đi săn lại mấy cái bầy Spino này rất là vui. Ok, đến đây đi, tí nữa mình sẽ lại mình gom lại hết ha. Giờ chúng ta sẽ đi chơi thôi. Đi bắt tiếp. Con này một hồi nữa nó mới tỉnh. Mình dùng cái cung mà đi săn hơi bị khó đó nha. Tí lại gom. Đây một con này. Gấp to hả? Gấp to. Ôi, núp đây nữa. Núp. Mấy con này nó chiên núp luôn á. Đó, mình săn con này tiếp. Chạy lên kia luôn. Ê, thằng ngu kia. Mày còn ăn cá nữa. À, mày xỉu rồi. Rồi mày gục cái tao rồi. Mày gục cái tao rồi. Đừng có mà chơi nhông nhông dưới nước nữa. Lớn ngồi lên đi nói chuyện nào. Mình thích nhất bắt con này, các bạn biết sao? Nó như một đứa trẻ đó. Nó rất là nghịch. Nhìn nó kìa. Mày nghịch nữa đi. Mày nghịch nữa đi. Chạy đi đâu. Chạy đi đâu. Đấy. Phải nói cái vây lưng của nó dài mấy mét. Ok. Thêm bên mày luôn. Mày thích ăn thịt cá đúng không? Rồi cho mày ăn cá. Các bạn thấy không? Đang ngủ rồi. Ôi, có cá đuối kìa, cá đuối kìa, đuối, 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 đuối kìa. Thôi, tốt nhất là... để cho em mới tỉnh. Để coi con nào, con bên này tỉnh chưa? Tỉnh rồi, ok, được một em tỉnh rồi. Mình sẽ bắt 5 em. Rồi các bạn còn có hít không? Đừng nó bắt kêu bắt một lần 10 em luôn mà thôi á, đuối á. Nuôi đâu cho hết, đất đâu mà nuôi hết tụi này. Ê, con kia lại ra. Ê, vui nha. Thôi ba, từ từ đi ba. Mày là phải để chế độ Passival, đúng rồi. Tao phải dụ con này, tao dí con này tiếp. Thiện xạ. Hơi thấp. Cung dởm vậy. Mẹ cung dởm dữ. Chú. Chúng con cua rồi, ăn cám luôn á.
cung dởm ta, không bắn tới ta. À cao quá, cao quá, cao quá. Chết chặt chúng mẹ bà cua rồi. À mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây, vô đây. Mày, mày vô đây. Thôi con cua mình giết đi. Mình không có bắt chơi với con cua đâu. Hơi cao không đâu. Kéo gì nó dễ hơn nè. Thấp quá. Trời ơi, cao vậy mới tới luôn. Bắn gì bắn K98. Trời, K98 khoảng cách 500 mét đó. Ôi, còn dí kìa. Chết cha rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Thấm thuốc chưa, thấm thuốc chưa? Tôi làm lại cái nọ. Thấm thuốc rồi. À con này level thấp, anh thấp, anh thấm thuốc là anh nằm liền. Làm lại cái cung á, cái cung này cùi ghê luôn á. Ghét quá, về mà lấy cây cung sắt đi. Nghĩ quê vậy. Dân đại gia mà đi xài cung á. Nghĩ sao đi xài cung này? Tại vì cũng phải xài được cái cung inox chứ. Đỡ reset chứ, cái cung này xài gãy đúng rồi. Tôi lên à. Ngửi ghét ơi, xài cái cung gì nhanh hư, bắn mấy cái. Mình nhớ cái cung kia bắn rất là ốm luôn, tốc độ nó ra nhanh hơn. Về nhà đổi cung nè, xài cung kia cụ bóc quá. Nhà chế cái cung xịn xịn xài, cái cung này giống ẹt. Xài xíu hư liền. Thôi nơi anh ơi, nơi 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 đừng đi nữa, đừng đi nữa. Đó, đi đi. Đi cho cố vô, kệ mày luôn. Mặc kệ mày luôn. Cây cung kia chế đâu ta? Mò có được rồi đó hả? Cái gì hả? Cũng mò có được luôn á, cứ đi lao lao lại nó lại bay ra. Tắt mới lại còn nóng quá, khủng quá. Cây cung thần thánh đây rồi. Chúng ta thiếu nguyên liệu. Đưa ta mượn ít coi. Trời, còn hai cái à. Máy lạnh chạy liên tục luôn mà. Đấy, có cung xài, không xài cung cục bắp này nữa. Dục luôn. Xài cung này nó mới đáng chất ra chứ. Chưa sơn màu thôi nha. Sơn màu vô nữa còn chất nữa. Đấy, cung phải cung dày nè, cung sắt kia nè. Này là kéo căng hết cỡ rồi nè. Nó đi rất là nhanh cái đường cung các bạn nghe không? Nghe cái tiếng nó vuốt cái tai luôn, nó y như cái tiếng như trong cái phim mà nó bắn cung đỉnh 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 á, mấy phim của Trung Quốc á. Tôi bắt Sabino trong đây mình sướng nhất là Sabino nó nhiều. Thành ra mình bắt rất là sướng. À, cầm cái đó là chinh phục một con đơn giản. Ôi tỉnh hết rồi. Ê, sao lại có con Outer dưới đây? Ôi, Outer màu dễ thương quá vậy. Thôi, tao không giết mày đâu. Trời, các bạn nhìn cái màu của nó kìa, y như bà sâu róm vậy. Bà này, bà đứng cái tướng kìa, chân bà dịnh trên tường. Thiệt sự, bà này, bà đứng cái tướng thua liền á. Option, tụi mày là, nói chung là tụi mày hiền hiền chứ. Rồi, không có yên luôn rồi. Hai con, ba con, ba con rồi. Trời, lên nữa rồi kìa. Thấy giờ cung này nó bắn ác hơn cung kia ở điểm đó chính là bắn rất là xa. Cái căng dây rất là phê luôn. Chết cha gục rồi. Đấy, gục rồi kìa. Ừ.
mẹ ơi, chơi lại không ta? Nó qua nó quấn con kia, ok. Mày level 12 mà láo cá. Cái gì? Mình có thể lôi được con cua khổng lồ ấy hả trời? Tin không vậy trời? Lôi được cả con cua luôn à? Thằng này hết win rồi chứ không phải vừa đâu. Lôi được nè. Ủa? Sao kia nãy mình thấy lòi được mà ta? Này nó có Red Boy nữa mà thấy không? Nãy con kia có chữ Red Boy luôn. Red Body chứ quên. Ồ, nhìn nè, ghê không? Y như là... Ây da, ây da, ây da. Nước chảy kia quá. Trời. Nó giỡn mặt hả mày? Cắn đi, cắn đi, cắn đi. Cắn bố hả? Đấy, cán bố nào. Chết rồi, con này bị quýnh rồi. Mình lỡ bắn cho nó một sụp viên rồi. Mày mày, mày, chỗ vô chơi đi. Mày chạy đi đâu? Mình là chúa săn piranha. À bị quấn rồi, bị quấn rồi, bị quấn rồi. Mày đã quấn chết con này của mình rồi. Xịt thật. Kẹt hả? Kẹt hả? Ok, cho mày ăn để mày tỉnh nè. Mất máu quá rồi, xin lỗi mày. Ok, tỉnh luôn. Ồ, đi theo anh cưng. Đấy. Tập đoàn luôn này. Ôi, hôm nay mình bắt một nhóc, bắt một mớ Spino luôn. Trở lại thời kỳ săn khủng long thời tiền sử đúng nghĩa. Đấy, một con, hai con, ba con. Bên kia là bốn con rồi. Cái chỗ này mình quay lại là nó spawn ra một con. Đâu rồi? Chưa. Chưa, chắc chưa đâu. Mày chạy cái tướng bá đạo thiệt chứ. Lôi. Về gặp anh em mày đã. Nhanh lên. Để qua đây tập hợp đi. Đúng rồi, rất là bét. Ok, đứng đây. Đấy, con là 107, 130, 47. Ý, con này có cấp 17. Hai con này cũng bắp quá. Hai con này bắn mấy cái là gục liền. Hai con này bắn lâu lắc luôn. Ok, sang một con nữa nào. Đủ 5 con, đủ chi tiêu của ngày hôm nay. Đấy, chứ cái hồ này công nhận sướng nha. Con cua với con này mớ luôn. Từ đó mình cầm súng để lỡ Raptor nó dí mình mà còn bắn được nó. Cá sấu mình không thích chơi. Cái gì vậy?
Ê ê ê ê ê. Ê chết cha rồi, lộn đường rồi, chết chạy đường nào chưa? Ê tiêu rồi, trúng chi cái độc vậy, trúng cần rồi, phê cần rồi. Ui mẹ ơi. Phê cần chạy đi đâu thế này? Ôi cái nấm này mình ghê thật. Này thì chết. Trời tao. Trời tao. Mày tới đây. Mày tới đây. Mày tới đây. Mày tới đây. Anh là tay súng cừ khôi đấy nha, không sợ mày đâu. Mày tới đây. Châu cơ mấy không? Rồi nó kẹp vô là gãy đồ. Mày quá đáng rồi nha. Quá đáng rồi nha. Tao cũng không thích chơi nhây với mày nữa. Cho mày một viên và đi luôn cho nhanh. Nó lại có súng AK thì mình chơi nó sướng hơn. Ừ ha. Đằng này có cái AK đỡ ta. Có cái AK chơi cho nó lẹ. Mà không có, mình không có súng AK. Này đâu có đâu. Thua. Ok, cầm cung này lên. Cung này là cung giết người rồi. Đồ mắc nết. Mày ăn cái gì đó mày? Mày nghĩ sao? Mày con người ta nằm đó, mày ngồi mày chơi. Mày vô mày cắn lén. Này thì cắn lén, hậu quả của việc cắn lén. Ủa cắn gần chết nhỏ luôn. Đế tiện. Bạn bị phạt. Ủa cái xấu nhóc hết kìa. Con này chết luôn rồi, chỗ này bị ra nha nhiều lắm hay sao mà bọn này chết dữ ta. Thôi, mình không muốn trải nghiệm đâu. Mình đã muốn bắt con bé này là xong cho nó. Ôi, con này cùi quá. Cùi quá. Thôi, chiếc thịt đi. Con nó cùi quá. Tàn con cấp mười mấy không bắt làm gì. Bắt con cấp cao còn chơi được chứ. Đi săn coi. Giết cái chạy qua bên nhà mình luôn rồi. Ui mẹ ơi. Đi không thấy đường. Ôi nó gầm như tiếng xe máy đó ông ơi. Giết cái bò vô nhà người ta luôn à. Hôm nay vắng Spino vậy. Mình đi săn khủng long cảm giác như là mình là bá đạo. Chẳng sợ con nào cả. Không thấy con nào luôn ông ơi. Không quay lại con nào. Ôi Spino nhiều lắm à. Giết con này nó không ra nó luôn à. Chớ chiều thay. Ồ, nữa chứ. Ô, ui, nghe tiếng cá sấu, ui, dí mình kìa. Trời ông, tao đứng lại luôn rồi đó. Dí nữa không? Dí nữa kìa. Đứng im luôn, thử thách. Mày... Lão... Lão với Sgen, con cua này da nó cứng thành ra là bắn lâu. Chứ gặp mấy con như cá sấu da nó còn mỏng hơn con cua. Bắn cái dẹo liền. Mới được có 4 em mà, mình phải bắt một em nữa. Đây, thiệt sự là cái hồ này là cái hồ auto spawn cái con này luôn hay sao á. Chúng này. Đấy, cái cung này bắn gớm thiệt. Đúng rồi, đúng rồi. What the hell? What
Đờ heo. Giết thử con này bằng công qua. Ôi chạy 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 chạy. Ôi thôi rồi ông ơi. Thôi rồi ông ơi, ông đụng trúng cái con mẹ. Con ngồng mà nó khó chịu quá, nó giết luôn rồi. Ui Spino. Ui con này level 12 à, chán quá các bạn ơi. Mình bắt muốn bắt con nào level cao cao. Chút thấp quá bắt chán lắm. Thôi kệ đi. Tạm bợ vậy. 12 yếu lắm, bắt con cấp cỡ 100 chứ lên hàng gì. Con này ăn mấy gậy là gục rồi, yếu quá. Cái hồ này là cái hồ siêu đặc biệt. Hồ này cá nhiều mà sao bắn không trúng nào ta. Có đứa nào dám ra nữa không? Phải mày muốn tỉnh rồi đúng không? Trời, tiêm một mũi tên thôi là sửng sốt lên liền luôn. Mày đùa. Đâu rồi ta, công anh ta đâu rồi ta? Rồi tỉnh rồi. Ok, về nhà nào. Go boy. Oh yes. Quá đã. Nguyên bộ sưu tập Spino được rồi. Thôi, để cái gì tập sau mình sẽ làm full yên cho năm con cực, năm con luôn, rồi làm cái chuồng chuồng bằng đá cho tụi nó ở ha. Nếu các bạn đồng ý thì đừng quên comment bên dưới cho mình biết nha. Mình cá là tập bắt Spino, các bạn rất là thích vì cái con khủng long này là các bạn thích xưa giờ rồi. Nói như T-Rex này là mình nhớ T-Rex lắm rồi. Trong kia còn được chơi với T-Rex, còn bên đây thì nói chung là không hành là con T-Rex nữa. Mình cũng không có T-Rex để cưỡi nữa. À, có mỗi con này, tại sao con này có mà T-Rex không có, mình đang suy nghĩ. Tại sao dưới lòng đất con này sống được mà T-Rex sống được, đúng không? Thấy cái gì hư cấu nhẹ, được rồi. Thôi hôm nay mình bắt 5 con được rồi, các bạn có ý kiến thì comment bên dưới nha. Được rồi, chúc các bạn xem video vẻ, đừng quên để lại một like, subscribe, ủng hộ cho mình nha. Bye bye các bạn nha.